Xin chào tất cả các bạn, cứ như thường lệ vào cuối tháng Mai Nguyên sẽ làm một bài thống kê 10 sản phẩm bán chạy nhất ở trong tháng. Bây giờ sẽ là 10 sản phẩm bán chạy nhất Mai Nguyên trong tháng 4 vừa qua. Samsung Galaxy Note 3 tụt hạng khá nhanh, trong vỏn vẹn chỉ mới 1 tháng mà Note 3 đã từ ở vị trí thứ 2 xuống cuối bảng do áp lực cạnh tranh với các sản phẩm Android cao cấp mới ra mắt gần đây. Tuy nhiên, Samsung Galaxy Note 3 đã chiếm được khá nhiều sự quan tâm của người dùng và cũng là một trong những siêu phẩm đình đám nhất của Samsung. Note 3 năm nay được thiết kế với nhiều cải tiến trông sang trọng và cao cấp. Viền xung quanh máy được thiết kế vuông vức, xi mạ sáng loáng, mặt sau sử dụng chất liệu nhựa nhưng dễ da rất thời trang với những đường chỉ tinh tế. Galaxy Note 3 sở hữu cấu hình cao nhất hiện nay cùng với màn hình Full HD 5.7 inch tuyệt đẹp của Samsung. Note 3 còn được Samsung hỗ trợ thêm nhiều phụ kiện độc đáo và thời trang như đồng hồ Galaxy Gear và flip cover nhiều màu sắc. Oppo Neo leo thang khá chậm so với tháng trước. Tháng 4 này, Neo chỉ chiếm ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng top 10 sản phẩm bán chạy nhất tại Mai Nguyên. Nhưng cũng đáng mừng là Oppo Neo vẫn có mặt trong bảng xếp hạng. Neo là mẫu smartphone phân khúc phổ thông hướng đến người dùng trẻ như học sinh, sinh viên. Máy cùng phân khúc với các đối thủ như Lumia 525, 520 của Nokia hay Galaxy Strange Plus của Samsung. Chiếc điện thoại này được trang bị khá nhiều tính năng, kế thừa từ các dòng sản phẩm tầm trung và cao cấp của thương hiệu Oppo. Trong đó đáng chú ý là việc sử dụng nền tảng ColorOS mới với giao diện mới, hoạt động trên nền hệ điều hành Android 4.2 Jelly Bean. Máy còn hỗ trợ tính năng truy cập ứng dụng Quick Bridge, điều khiển bằng cử chỉ tay hay thiết lập chế độ sử dụng đa người dùng, bảo mật ứng dụng của một số tiện ích trực tuyến khác. Vừa ra mắt được 5 ngày, Sony Xperia M2 lập tức chiếm vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng top 10 sản phẩm bán chạy nhất tại Mai Nguyên trong tháng 4. Đây cũng là một trong những sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung hấp dẫn nhất hiện nay với mức giá tốt và khuyến mãi hấp dẫn. Xperia M2 đã lột xác hoàn toàn từ thiết kế và được nâng cấp mạnh mẽ ở phần cứng. Nhìn tổng quan, máy có nét tương đồng như mẫu Xperia Z, một sản phẩm cao cấp của Sony. Xperia M2 dùng một màn hình khá lớn 4.8 inch có độ phân giải là 540x960px. Máy chạy hệ điều hành Android 4.3 với giao diện tùy biến quen thuộc của dòng họ Xperia. Camera của Xperia M2 còn có khả năng quay video Full HD với 30 khung hình trên giây và mặt trước hỗ trợ camera phụ độ phân giải Vega. Nokia 220 Dual SIM là mẫu điện thoại giá rẻ của Nokia được ra mắt vào tháng 2 với nhiều màu sắc trẻ trung và năng động. Nokia 220 Dual SIM là sản phẩm thuộc dòng điện thoại cơ bản của Nokia. Máy được tích hợp nhiều tính năng thông dụng và tiện lợi. Với thiết kế lấy cảm hứng từ dòng điện thoại Asha và Lumia của Nokia và máy trông khá bắt mắt với các phiên bản nhiều màu sắc khác nhau. Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu giải trí không thể thiếu trên các sản phẩm công nghệ như hiện nay, Nokia 220 Dual SIM cũng được tích hợp camera 2MP và quay phim QVGA. Nokia cũng cài đặt sẵn ở trong máy 6 trò chơi để cho người dùng có thể giải trí. Vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng top 10 sản phẩm bán chạy nhất tại Mai Nguyên trong tháng 4 đã thuộc về Nokia 220 Dual SIM. Lần đầu tiên, Bantech, một thương hiệu Hàn Quốc đã lọt vào top 10 sản phẩm bán chạy nhất tại Mai Nguyên. Bantech Vega Run A870K sở hữu thiết kế đẹp, giá tốt và do đợt giảm giá vừa qua đã gây được nhiều sự chú ý đối với người dùng. Đây là một mẫu điện thoại mới được thiết kế gần như không có viền màn hình. Vega Run A870K thuộc dòng điện thoại Vega của Bantech được sở hữu cấu hình cao cấp. Chiếc điện thoại này còn có ưu điểm nằm ở giá bán cạnh tranh và hợp túi tiền với những tín đồ công nghệ. Ngoài ra, nhờ có công nghệ in-cell mà màn hình của Aran cho khả năng hiển thị có thể nói là xuất sắc cùng với góc nhìn rất rộng. Máy được trang bị bộ vi xử lý lõi tứ với tốc độ lên đến 1.7GHz, giúp cho máy hoạt động khá tốt và ổn định. Và đây cũng là sản phẩm đứng ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng top 10 sản phẩm bán chạy nhất tại Mai Nguyên trong tháng 4. Nokia X là chiếc điện thoại đầu tiên của Nokia chạy Android. Với sự mới lạ và độc đáo này, Nokia X đã nhanh chóng có mặt trong bảng xếp hạng. Và Nokia X cũng tăng 2 hạng so với tháng trước. Máy có thiết kế lấy cảm hứng từ các mẫu Asha với lớp vỏ nhựa cứng cáp. Mặc dù chạy Android nhưng giao diện của Nokia X lại là sự kết hợp giữa giao diện Fastlane của Asha và Lifetime trên các dòng Windows Phone. Máy được trang bị màn hình 4 inch WVGA chip Qualcomm Snapdragon S4 tốc độ 1GB, lõi kép.
RAM 512MB, dung lượng lưu trữ ở bên trong là 4GB. Có thể mở rộng thêm 32GB qua thẻ nhớ ngoài, pin 1500mAh và thiết kế 2 SIM. Máy được cài sẵn phần mềm gọi điện, nhắn tin miễn phí Zalo. Sản phẩm được trang bị đầy đủ các ứng dụng thông dụng, có thiết kế đẹp và sở hữu cấu hình khá trong tầm giá. Xếp ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng top 10 sản phẩm bán chạy nhất tại Mai Nguyên trong tháng 4 đó chính là LG L90. Là một trong những sản phẩm L Series 3 mới nhất của LG, L90 DualSIM đã chính thức được bán ra thị trường Việt Nam vào cuối tháng 3 năm nay. Máy sử dụng một màn hình IPS 4.7 inch. Điểm khác biệt so với dòng họ Series 2 trước đó của LG trên chiếc điện thoại này là tính năng Knock Code, cho phép người dùng có thể mở khóa màn hình đơn giản chỉ với các thao tác gõ trên màn hình mà không cần phải ấn phím bấm vật lý. Về phần cứng, LG trang bị cho L90 bộ vi xử lý Qualcomm, xung nhịp là 1.2GHz với chip lõi tứ, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB và hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ rời microSD. Với camera chính là 8MP, hỗ trợ camera trước và ngoài ra, L90 còn được tích hợp 2 SIM 2 sóng cho người dùng. Có lẽ Nokia Lumia 525 là sản phẩm ổn định nhất trong bảng xếp hạng top 10 sản phẩm bán chạy nhất tại Mai Nguyên. Trong nhiều tháng qua, Lumia 525 vẫn giữ vị trí cao trong bảng xếp hạng. Tháng 4 lần này, 525 đứng ở vị trí thứ 3, tăng một hạng so với 3 tháng trước. Nếu quý khách hàng nào quan tâm theo dõi bảng xếp hạng top 10 của Mai Nguyên, thì Nokia Lumia 525 không quá là xa lạ. Có được thành công trong một thời gian dài cho thấy Lumia 525 chính là sản phẩm đáng chờ đợi nhất trong phân khúc smartphone giá rẻ, bởi nó sở hữu một cấu hình tương đối cao, màn hình đẹp và mức giá dễ chấp nhận nhất. Máy sử dụng bộ vi xử lý lõi kép 1GB, hỗ trợ chip đồ họa Adreno 305 và chạy hệ điều hành Windows Phone 8 phiên bản Lumia Black mới nhất. Camera chính của máy có độ phân giải là 5MP, có khả năng quay video chuẩn HD 720px. Máy có bộ nhớ trong là 8GB, được Nokia hỗ trợ thêm khe cắm thẻ nhớ mở rộng lên đến 64GB. Sản phẩm được bán chính thức với nhiều màu sắc để cho các bạn lựa chọn: trắng, đen, vàng và đỏ. Sau khi lên ngôi vị quán quân trong bảng xếp hạng top 10 sản phẩm bán chạy nhất tại Mai Nguyên trong 3 tháng liên tiếp, tháng 4 lần này, HTC Windows Phone 8X đã phải nhường chỗ cho một sản phẩm khác. Với vị trí thứ hai, đây vẫn là một thứ hạng cao và cho thấy sự thành công của HTC đối với 8X. Máy chạy hệ điều hành Windows Phone 8 với giao diện Lifetime thân thiện và camera 8MP cùng với quay video Full HD 1080. HTC 8X đã chiếm trọn tình cảm của người dùng trong đợt hàng giảm giá cực sốc lần này. Với bộ xử lý dual core, RAM 1GB, bộ nhớ 16GB, cấu hình tốt, thiết kế đẹp và màn hình đẹp. Samsung Galaxy S5 đây chính là sản phẩm mà khiến cho một chiếc điện thoại có thiết kế đẹp, cấu hình cao và giá tốt như HTC 8X phải nhường lại ngôi vị quán quân trong bảng xếp hạng top 10 sản phẩm bán chạy nhất tại Mai Nguyên trong tháng 4. Là sản phẩm chủ lực của Samsung trong năm nay, S5 đã có nhiều cải tiến vượt trội hơn hẳn sản phẩm tiền nhiệm Samsung Galaxy S4. Nhìn chung, thiết kế của máy không khác gì so với thế hệ Galaxy S4 trước đó. Nhưng mặt lưng của máy được thiết kế hoa văn đục lỗ nên không bị in lằn dấu vân tay như thiết kế mặt bóng. Galaxy S5 sở hữu màn hình 5.1 inch Super AMOLED. Máy chạy hệ điều hành Android 4.4.2 KitKat với giao diện TouchWiz, có phong cách thiết kế với các biểu tượng theo giao diện phẳng và có phần đơn giản nhưng tinh tế hơn. Điều đặc biệt ở Galaxy S5 chính là khả năng nhận diện vân tay trên nút Home và ngoài ra S5 còn có khả năng chống nước đạt tiêu chuẩn IPS67. Galaxy S5 còn được Samsung tích hợp cảm biến theo dõi nhịp tim và đây là chiếc smartphone đầu tiên ở trên thế giới được trang bị tính năng này. Camera 16MP của S5 cũng khá ấn tượng, đặc biệt khi chụp ngược sáng, chủ thể vẫn sáng và rõ. Máy được trang bị bộ vi xử lý lõi tứ Snapdragon 801 với tốc độ xử lý nhanh gấp 14% và tốc độ xử lý hình ảnh nhanh gấp 28%. Ngoài ra, tốc độ xử lý hình ảnh cho cảm biến ở trên camera cũng được cải thiện hơn 45% so với thế hệ vi xử lý Snapdragon 800 trước đây. Các bạn có thể xem bài đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S5 tại trang www.review.mainguyen.vn.
Mời các bạn xem các video khác tại chuyên trang www.video.mai.vn. Xin cảm ơn các bạn.